Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay nghỉ làm á, em vào kho em lục mấy cái nhám của Makita. Mã của nó là DBO180. Máy này nó sản xuất tại Anh nha anh em. Đấy, 180. Thì cái này nó chuyên về trà nhám. Trà nhám ở bên nước ngoài thì họ chuyên trà nhám thạch cao và trà nhám gỗ. Thì nó có ba cái cấp độ ở dưới này, ba cấp độ. Thì cái giá của em thanh lý cho anh em, tại vì giá thanh lý là khoảng giá 600.000. Giá này thì những anh em mà làm thạch cao á, thì ôm bốn em về làm thạch cao thì rất là tuyệt vời. Đấy. Và nó có điều chỉnh tốc độ, cái hàng này hàng mới thì nó khoảng 2.8 triệu, còn 2.8 triệu nha anh em. Còn cái này là cũ nguyên zin, chưa có sửa chữa, thì anh em mua về làm thạch cao làm cái này giá thanh lý là 600.000 một em. Thì anh em nào lấy thì liên hệ mình 0962 232 180. Anh em ở xa thì vui lòng cọc 100.000 em gửi đến anh em. Rồi mình test cho anh em bốn em này, giá 600.000 một em. Thì em test từng em cho anh em. Sử dụng pin Makita 18V. Cái này là mở lên này. Đấy, mạnh lên nha, mạnh lên này. Nó tới 3 cấp độ nha anh ơi. Nó tới 3 cấp độ. Rồi ok, một em. Thì 600.000 mình sẽ cái này cũng chưa lau chùi hết á. Hàng này hàng Úc rồi. Vâng. Cái này mình dán vô. Rồi. Rồi anh em nào muốn lấy hết thì là 2 triệu 4 cái máy. Còn anh em lấy lẻ thì 600.000. Giá chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em.